Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại quay lại gặp gỡ với bạn Phương Anh đến từ quận Hoàng Mai, Hà Nội để xem là Phương Anh sẽ giới thiệu với chúng ta một món ăn nào đó mà chế biến rất là đơn giản nhưng mà lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Xin chào Phương Anh. Chào chị ạ. Xin chào khán giả chương trình Ngon và Lành. Ngày hôm nay thì Phương Anh sẽ giới thiệu tới khán giả của chương trình Ngon và Lành món ăn nào vậy? Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người món chả nấm rong biển ạ. Là món ăn có nguyên liệu rất là quen thuộc thôi. Tuy nhiên là nó rất tốt cho sức khỏe. Nấm là một thực phẩm rất là quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày rồi. Mọi người có thể dùng nấm trong rất là nhiều cách chế biến khác nhau. Lẩu, xào hay là om. Tuy nhiên là có một cách mới, đó là làm thành chả nấm. Món này thì nấm thì gần như có thể thay thế được thịt, bởi vì cái hàm lượng protein của bạn ăn của nó rất là cao. Tức là với những người ăn chay thì hầu như là nấm sẽ thay thế hoàn toàn thịt. Thay thế được hoàn toàn được thịt đấy ạ. Tại sao mình lại có một cái ý tưởng cũng như là một cái cách kết hợp giữa rong biển và nấm vậy? Cái này là em tham khảo của các người bạn, người ta ăn Eat Clean ấy. Thì các bạn ấy rất hay sử dụng nấm hoặc là rong biển. Thì để kết hợp thành một món ăn để cho nó thay đổi khẩu vị hàng ngày. Thực ra đây là một cái món ăn mà ngay cả những người ăn chay cũng sẽ sử dụng được, đúng không? Đúng rồi ạ. Và ngay cả chúng ta trong cuộc sống hàng ngày mình ăn có rất là nhiều cái món ăn nó có đạm thay đổi bằng những cái món ăn mà kết hợp giữa gần như là loại rau. Đây là hai loại rau tự nhiên thôi, đúng không? Đều là loại rau. Nhưng mà cái hàm lượng vitamin của nó cũng rất là phong phú và nó sẽ cung cấp nhiều những cái năng lượng tốt cho cơ thể. Vậy thì để thực hiện món ăn này thì chúng ta cần có những thành phần gì? Chúng ta sẽ chuẩn bị nấm sò nâu ạ, rong biển, thiên là, ớt sừng, hành tỏi khô. Các gia vị thì có hạt nêm chay, dầu hào chay, tiêu và dầu ăn. Tại sao Phương Anh lại chọn cái nấm sò nâu mà không phải là loại nấm nào khác? Nấm sò nâu thì thực ra cũng có thể làm được loại khác. Tuy nhiên là khi mà mình nặn thành viên chả ấy, thì nó sẽ kém kết dính hơn. Và nấm sò nâu thì thực ra là hàm lượng dinh dưỡng của nó cũng cao hơn so với nấm sò trắng. Thơm hơn, hương vị nó cũng sẽ thơm hơn ạ. Đúng rồi, tức là ngay từ khi tươi mình đã ngửi cái mùi nó rất đúng là thơm ạ, nó rất là thơm. Thế còn rong biển thì mình sử dụng rong biển khô à? Dạ vâng, rong biển khô, cái này thì các bạn rất là dễ mua ở các siêu thị rồi ạ. Thế nếu như mình có thể sử dụng rong biển tươi có được không? Cũng được ạ. Nói chung là những cái món về gia đình này thì mình cứ tùy ý chế biến theo khẩu vị hoặc là cái sở thích của nhà mình, nó tiện thì mình làm. Thực ra rong biển khô thì chúng ta sẽ dễ tìm mua ở các dễ cái bảo quản đúng hơn. Rồi. Chỉ cần bởi vì thực ra những cái này mình chỉ cần mỗi thành phần mình chỉ cần một chút thôi ạ. Cái rong biển nhiều khi nó sẽ bị tanh đúng không? Nó hơi có mùi tanh tanh một chút. Có thể xử lý được cái mùi tanh đấy là nhờ có thìa là. Tức là tại sao cái món ăn này lại có thìa là, bởi vì là nó sẽ khử cái tanh của rong biển rồi ạ. Đầu tiên là mình sẽ phải xé nhỏ nấm ạ. Tức là nấm sau khi mình mua về đã sơ chế rồi không? Thì rửa sạch, sau đó là mình ngâm nước muối. Ngâm nước muối xong thì để ráo và mình sẽ xé nhỏ. Tại sao mình lại không thái mà lại xé nhỏ? Nếu mà mình mà thái ấy, thì cảm giác lúc mà ăn ấy, cái chả nó sẽ không được dai giòn. Tức là khi mình xé theo thớ như này đúng không? Theo thớ thì nó sẽ giòn hơn ạ. Có rất nhiều người dùng nấm để làm ruốc, giúp chay đúng không, giúp nấm ấy. Đúng rồi đấy ạ. Thì là mọi người cũng hay dùng xé, cách xé này làm ruốc nấm thì mọi người sẽ hay dùng chân của nấm hương. Đúng rồi, thì nó sẽ giòn hơn. Còn cái món này thực ra mình có thể kết hợp được rất nhiều loại nấm chứ không nhất thiết là nấm sò đâu ạ. Đúng rồi, tức là mình có thể kết hợp các loại, ví dụ như nấm đùi gà, nấm hương tươi. Tuy nhiên là để nó kết dính với nhau thì mấy cái loại mềm 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 này thì nó sẽ dễ hơn. Các loại nấm tròn thì lại khó. Vậy cái định lượng mà để cho gia đình tầm khoảng 4-5 người ăn thì mình sẽ định lượng như thế nào? Mình cần 2 lạng nấm sò nâu ạ. Khoảng 10 gram rong biển khô, 1 lạng thìa là, 1 quả ớt sừng, 1 củ tỏi, 1 củ hành. Các gia giảm khác thì mỗi thứ khoảng 1 thìa. Những cái nguyên liệu nó cũng rất là đơn giản đúng không? Cái cách chế biến của nó cũng vậy thôi. Có điều là mình sẽ làm theo những cái trình tự và những cái bước như nào, cũng như là có những cái mẹo nhỏ nhỏ thế nào đấy để cho món ăn nó ngon đúng không? Mình sẽ ngâm rong biển ạ. Mình chỉ cần ngâm nhanh thôi. Tức là cái này cũng không cần quá nhiều rong biển đúng không? Vâng.
Nếu mà cho nhiều rong biển quá thì cảm quan của món ăn nó sẽ không được đẹp mắt. Rau là nhiều rong biển thì nó màu đậm, nó sẽ lên nhiều ấy. Và có lưu ý là cái rong biển này là rong biển tươi nguyên chất đúng không? Chứ dạ, còn vâng, ví dụ những cái rong biển mà mọi người hay cuộn thì lại không được đâu đúng vâng, không? Đúng rồi. Đây là rong biển tươi khô bình thường thôi, không có tẩm gia vị. À, không có gia vị gì hết. Nó gọi mình có thể ra siêu thị và tìm một loại rong biển nấu canh ạ. Mình sẽ ngâm cái rong biển trong bao nhiêu lâu? Mình chỉ cần ngâm khoảng 1-2 phút thôi ạ. À, nhanh như vậy thôi. Vâng. Bởi vì là tí nữa mình sẽ trộn với cả nấm nữa, mà trong nấm đã có sẵn nước rồi. À. Đó, tức là mình cũng phải lưu ý các cái thành phần khi mà kết hợp với nhau. Sau khi xé sợi xong mình sẽ ướp một chút gia vị ạ. Tẩm ướp luôn. Bột nêm này sẽ là bột nêm chay cho vừa thôi ạ. Bởi vì là mình có thể món này mình có thể chấm thêm với xì dầu. Hạt tiêu. Bởi vì là nấm thì nó nhạt nên mình sẽ ướp trước gia vị để cho nó ngấm vào nấm trước ạ. Cũng không cần phải ướp mình gia vị đâu đúng ạ. Không? Là mình chỉ cần ướp nêm nêm chay thôi ạ. Cho ngấm. Trong thời gian đấy thì mình sẽ cắt tốt. Ớt này thì vừa có nhiều vitamin mà lại còn đẹp mắt cho món ăn nữa. Thế là mình sẽ dùng nguyên cả quả ớt sừng luôn. Ớt này không cay nên là các bạn nhỏ đều ăn được. Xong thì chúng ta để ráo nước vừa thái hơi vụn, không cần thái nhỏ đâu ạ, bởi vì nếu mà thái nhỏ quá thì nó sẽ không còn giòn nữa. Thì là thái nhỏ ạ. Thì là này thì có vào món ăn này thì nó sẽ khử được mùi tanh của rong biển như em nói lúc đầu. Mà cái hương vị của nó cũng rất là đặc trưng đúng không? Thực ra món này có thể là một món ăn ăn chơi kết hợp với các cái món khác ở trong một mâm cỗ, mà trong một bàn tiệc đúng không? Hoặc cũng có thể mình kết hợp với ăn cơm cũng được. Vâng ạ. Cái này các cụ rất là thích, bởi vì là rằm mùng 1 thì các ông bà hay ăn kiểu ngày tuần ngày rằm ấy ạ. Ăn chay. Vâng. Mà ăn cái này thì nó cũng có độ mặn vừa phải. Cái món này cũng nhiều rau củ, cũng rất thích hợp cho người lớn tuổi nữa. Sau khi ngấm gia vị, mình cho thêm là rong biển đã cắt vụn và ớt ạ. Thế là mình sẽ cho hết tất cả những cái thành phần đã thái nhỏ. Đã thái nhỏ vào. Nhưng mà cái ớt này vào nó làm cho món ăn nhìn cũng bắt mắt hơn. Cảm quan của món ăn sẽ đẹp hơn. Thế mình sẽ có phải ướp thêm gia vị gì nữa không? À, thế là xong rồi đấy ạ. Các gia vị đã đầy đủ rồi. Bây giờ mình chỉ cần cho thêm bột thôi ạ. Bột chiên giòn để nặn thành chả. Cái bột này thì mình sẽ không phải cho nước nữa vì trong nấm đã có sẵn nước rồi ạ. Tức là thường mình cứ phải hòa ra với nước đúng không? Nhưng mà đây là mình cho thẳng luôn. Nước ở trong nấm nó ra là nó đã giúp nó quyện vào nhau rồi đúng không? Toàn những thành phần rất là quen nhưng mà cái món ăn này thì rất là lạ. Cái lượng bột thì mình sẽ phải áng chừng như thế nào cho nó đủ nhỉ? Nó sẽ là khoảng 30g, 30-40g bột thôi. Khi mà mình cảm giác là nó hơi dính tay là được, như này là được rồi đấy ạ. Sau khi cho bột chiên giòn thì mình sẽ cho một chút bột năng ạ. Tức là vẫn cho bột năng để cho nó thêm kết dính đúng không? Vâng. Và có vẻ như là lúc mà mình nặn chả nó sẽ dai dai hơn một chút. Tức là khi mà mình nắm các cái thành phần trong tay nó hơi dính dính dẻo đúng dẻo rồi. Là được đúng không? Nó hơi dính dẻo là ổn ạ. Sau khi trộn đều các nguyên liệu với bột thì mình sẽ bắc bếp lên chảo rán ạ. Tức là mình cũng không cần phải chiên ngập dầu đâu đúng không? Vâng, mình chỉ chiên vừa đủ thôi.
Tức là mình sẽ nặn xong mình sẽ thả cho luôn vào dầu. Thả luôn vào dầu. Món này rất nhanh. Mà nó cũng không bị cái thời gian mà nó bị để không nó sẽ chảy nước đúng không? Đúng rồi. Nấm đây nó dễ chảy nước. Mình bôi một chút dầu ra tay nhá, thì nó sẽ dễ làm hơn. Nó không bị dính. Thật ra cái rong biển này khi mọi người chỉ hay quen là nấu canh đúng không? Nấu canh rong biển, nhưng mà nhiều khi cái canh rong biển nó cũng hơi tanh. Nó hơi tanh, hơi khó ăn. Để cái nấm dài như này nó cũng sẽ giúp nó cuộn vào cái chả hơn đúng không? Hơn là mình băm ra mới có thể cuộn được. Đúng rồi. Còn những cái loại kia thì nó lại rất là khó cuộn, bởi vì cái này mình chỉ cho bột gọi là tương đối để nó không bị nhiều bột. Thành phần chính của nó quyết định là nhiều. Tức là mình sẽ cho cái nhiệt độ vừa phải thôi đúng không? Và quá trình chín, nó chín từ từ thì nó sẽ chín đều được hơn. Nó chín từ từ thì nó sẽ giữ được cái nước ở trong nấm. Khi mà nặn chả thì mình cũng cho vào chảo, mình cũng sẽ ấn dẹt xuống thì nó sẽ nhanh chín hơn. Nhanh chín hơn thì nấm đỡ bị mất nước. Nấm với rong biển rất là nhanh chín á, nên là chỉ cần nó vàng nhẹ là mình có thể cắt ra được rồi. Tức là khi thấy các cái mặt chả nó đã hơi xe vàng một chút đúng không, là mình gấp ra là được. Nhiệt mình sẽ vẫn để vừa nhá, không để to. Món này thành phẩm nhìn lên rất là đẹp mắt. Vâng, tức là trong một khoảng thời gian rất là nhanh thôi thì bạn Phương Anh cũng đã hoàn thành món ăn là chả nấm và rong biển đúng không? Đúng. Vậy thì Phương Anh có thể chia sẻ về cảm quan cũng như là cái vị của món ăn này không? Món ăn này về cảm quan thì khi mà mình nặn mình chỉ cần lưu ý là sẽ kết hợp đầy đủ, và tức là mình sẽ phân bổ đều cái ớt và nấm thôi ạ. Làm sao cho màu sắc mà vừa có màu đen của rong biển, màu trắng của nấm và màu xanh của thì là, màu đỏ của ớt đúng không? Món này sẽ có cái vị thơm của thì là, dai của nấm và giòn sật của rong biển. Và một chút cay nhẹ nhẹ thôi của ớt đúng không? Cay nhẹ nhẹ của ớt rừng, bởi vì ớt rừng nó cũng cay rất là ít thôi, nên là các bạn nào vẫn ăn được. Món này thì khi mà mình làm xong, mình sẽ khi mà mình sử dụng ấy, mình sẽ ăn với cả nước tương hoặc là tương ớt. Tức là chấm nước tương để cho nó thêm đậm đà hơn đúng không? Quả thực là rất là đẹp mắt. Và tôi tin là với những cái thành phần có trong món ăn này, nó vừa tốt cho sức khỏe mà vừa ngon miệng nữa, thì ngay cả người ăn mặn, ăn chay hay là người lớn trẻ nhỏ cũng đều có thể sử dụng được. Rất cảm ơn Phương Anh đã chia sẻ món ăn này với khán giả.